Chào anh em, thì trong clip này tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo và chỉnh sửa tin nhắn ảnh. Đấy. Thì rất nhiều anh em yêu cầu tôi làm riêng một cái clip về phần chỉnh sửa tin nhắn ảnh trên Zalo. Đấy. Thì nay tôi sẽ đáp ứng cho anh em. Thì trước khi test phần mềm, tôi sẽ bật cái đồ chạy rơi này để đảm bảo cho anh em là trong khi test video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ chụp cái ảnh này. Đấy, rồi tôi sẽ gửi sang, tôi sẽ giải thích cho anh em dần dần anh em nhé, anh em chú ý xem clip để tôi giải thích cho anh em rõ ràng. Đấy, bây giờ tôi sẽ vào Zalo này anh em nhé. Đấy, tôi sẽ chụp lại cái ảnh này, chụp ảnh này. Ok. Đấy, bây giờ tôi sẽ gửi sang cái máy chủ lô anh em nhé. Đấy, gửi sang máy chủ lô này. Ok. Thì máy chủ lô đã nhận được cái tin nhắn ảnh của mình anh em nhé. Ok, máy chủ lô đã nhận tin nhắn ảnh này. Thì bây giờ chủ lô họ đã nhận tin nhắn ảnh của mình thì họ sẽ ok lại anh em nhé. Họ sẽ ghi ok này. Ok, mình đã nhận được ok anh em này. Thì trước khi là chưa chỉnh sửa đây. Đấy, tôi sẽ cho anh em xem cái nội dung trước. Đấy, tin nhắn ảnh này anh em này. Đấy, 77 anh em nhá. 33445566777. Đã mình đã gửi cho họ. Đấy, nhân 100 điểm. Đấy, vào ngày là ngày là 17 tháng 3 2020 anh em này, 17 tháng 3 2020. Đấy, hôm nay. Thì tôi sẽ để đây một vài phút và tôi sẽ giải thích cho anh em về cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn ảnh này. Đấy. Thì lưu ý cho anh em về cái chỉnh sửa tin nhắn ảnh này. Đấy, mình đã gửi cho họ cái nội dung tin nhắn ảnh 33445566777 anh em nhé. Đấy, thì bây giờ để mà khắc phục được cái ảnh này để mình chỉnh sửa lại thì thứ nhất anh em có thể là dùng cái công nghệ Photoshop, anh em sửa con 3344 đấy 55 thành cái con mà chúng anh em nhá, nếu mà những con số này trượt. Và một cái cách đơn giản nhất mà anh em có thể dùng là anh em có thể là ghi thêm con là 8899 chẳng hạn anh em nhá, hoặc là một số con khác đấy, chẳng hạn như thế. Đấy. Còn cái phần Photoshop này rất ít anh em có thể làm được vì anh em không am hiểu về công nghệ Photoshop, thì anh em có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi sẽ làm Photoshop cho anh em và gửi lại cái hình ảnh đó cho anh em và hỗ trợ cho anh em chỉnh sửa anh em nhé. Đấy. Anh em kết bạn Zalo vào số này và gọi điện trực tiếp cho chúng tôi 0916514 anh em nhé, chúng tôi sẽ có những nhân viên để hỗ trợ cho anh em làm Photoshop. Đấy, còn cái cách đơn giản nhất anh em không muốn hỗ trợ đấy, thì anh em có thể là ghi con là ví dụ anh em ghi thêm đấy, ví dụ như này anh em ghi thêm 8899 chẳng hạn đấy, em ghi thêm nhá, ví dụ như những số này nó không về thì anh em ghi thêm hai con, anh em chụp lại. Ok, đấy. Anh em chụp lại anh em nhé, anh em chụp lại hai cái ảnh này để một lát khi mà đến giờ kết quả ra mà nó không trúng những con này của mình thì mình ghi thêm những con trúng và mình vào phần mềm mình chỉnh sửa lại cái nội dung mà mình ghi thêm thế thôi anh em nhé, một cách đơn giản nhất. Thế còn anh em muốn mà chuẩn hơn, anh em không muốn thêm số thì anh em có thể liên hệ với chúng tôi. Nếu anh em không làm được Photoshop, anh em liên hệ với chúng tôi sẽ làm Photoshop cho anh em đấy, và hỗ trợ cho anh em chỉnh sửa anh em nhé. Thì với anh em ở bên nước ngoài, anh em không về được cài đặt phần mềm thì chúng tôi sẽ có những đội ngũ nhân viên cao cấp lành nghề xâm nhập máy anh em và cài đặt cho anh em. Với anh em ở trong nước, khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông, bến xe Giáp Bát đấy, anh em vào cơ sở, anh em test trực tiếp phần mềm. Khu vực miền Bắc
anh em qua bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, anh em vào cơ sở, anh em cài đặt phần mềm và test trực tiếp phần mềm anh em nhé. Thì đã qua được 2-3 phút rồi, bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa. Đấy, vì cái bảo mật thì chúng tôi không thể cho anh em lộ cái phần mềm cho anh em xem được. Anh em có yêu cầu xem phần mềm, anh em kết bạn vào số này, đấy, chúng tôi sẽ cho anh em xem phần mềm anh em nhé. Đấy, anh em chú ý bên máy chủ lô. Đấy, khi tôi chỉnh sửa ảnh này, đấy, bên máy chủ lô không sáng đèn anh em nhé. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa anh em này. Đấy, anh em chú ý này, máy chủ lô không sáng đèn này. Ok, đấy, tôi đã chỉnh sửa xong. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra anh em nhé. Đấy, cho anh em thấy là cái hình ảnh đã được thay đổi thành 8899. Đấy, lấy cách đơn giản nhất mà tôi hướng dẫn cho anh em. Đấy, tôi sẽ vào Zalo này. Ok, tôi vào Zalo này. Ok, đấy, cho anh em xem này. Đấy, mình đã sửa thành 99 anh em nhé. Đấy, giờ giấc này 16:22. Ok, lại cũng đồng giờ luôn anh em nhé. Lô 77 mình đã ghi thêm mình 8599. Đấy, cách đơn giản nhất mà tôi hướng dẫn cho anh em ghi thêm số anh em nhé. Đấy, anh em này, chuẩn chính xác 100% luôn. Với công nghệ này, cái phần mềm cao cấp của chúng tôi, anh em sử dụng, anh em dành đánh lô đề thì đảm bảo cho anh em sẽ giành chiến thắng tuyệt đối anh em nhé. Đấy, thì anh em có nhu cầu anh em cứ liên hệ vào số này để được tư vấn hỗ trợ cho anh em. Thì cảm ơn anh em đã xem clip. Chào anh em, nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài. Đấy, thì những clip trước tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo, trên Viber, trên Kakao Messenger, trên Facebook. Thì anh em nào có nhu cầu phần mềm nào thì anh em qua kênh, anh em xem lại, đấy, xem trực tiếp. Đấy, tôi hướng dẫn rất rõ ràng, anh em qua kênh, anh em xem. Đấy, thì ở clip này tôi sẽ giới thiệu kỹ cho anh em cái cách chơi và cách sử dụng cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS. Đấy, thì trước khi test phần mềm, tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây này. Đấy, thì đảm bảo cho anh em là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì trên màn hình các bạn, đây là hai máy điện thoại anh em nhé. Đây là máy iPhone này. Đấy, đây là máy Xiaomi anh em nhé. Thì rất nhiều anh em hỏi là cái máy iPhone có sửa không, máy Oppo có sửa không, máy Xiaomi có sửa được không. Đấy, thì cũng nói luôn cho anh em là tất cả đều có thể chỉnh sửa hết, kể cả máy cục gạch anh em nhé. Đấy, thì thông báo cho anh em. Thì sau đây tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn vào cái máy iPhone này anh em nhé, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp. Đấy, còn cái máy Xiaomi này tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn, sau đó tôi ok lại. Đấy, để 1-2 phút sau tôi chỉnh sửa. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ gửi vào cái máy iPhone này một cái nội dung tin nhắn anh em nhé, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp. Đấy, em đợi một chút tin nhắn đến anh em nhé. Đấy, tin nhắn đến rồi anh em này, tôi sẽ mở ra này. Đấy, anh em xem này, 1122. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp thành số khác anh em nhé. Đấy, anh em xem cái sự thay đổi của nó này. Đấy, thành 8899 anh em nhé. Đấy, thì đấy là tôi đã chỉnh sửa trực tiếp cho anh em nhìn thấy cái hiệu quả của cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn này. Thì bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn vào cái máy Xiaomi này. Đấy, sau đó tôi ok lại để một vài phút sau tôi chỉnh sửa để cho anh em thấy cái hiệu quả của nó anh em nhé. Đấy, anh em đợi một chút tin nhắn đến. Đấy, rồi tôi ok lại. Đấy, tin nhắn đến rồi anh em này. Tôi sẽ mở ra nha anh em nhé. Đây anh em này, lô 44566 nhá. Rồi bây giờ tôi sẽ ok lại. Lô 445566 ok lại này. Tôi sẽ ok anh này. Đấy.
Rồi em này. Rồi, tôi sẽ để đây một vài phút sau. Đấy, tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em. Đấy là khi chỉnh sửa này, đấy, bên máy chủ lô nó sẽ không sáng đèn anh em nhé. Đấy, khi chỉnh sửa bên máy chủ lô không sáng đèn. Đấy, bây giờ là 2 phút 39, tôi sẽ để 4 phút. Đấy, tôi để thời gian cho thoải mái. Đấy, rồi tôi chỉnh sửa. Thì anh em nào có nhu cầu cài đặt phần mềm, anh em liên hệ trực tiếp 0916514 để được tư vấn hỗ trợ cài đặt. Đấy, với anh em ở bên nước ngoài, anh em không về được thì trung tâm có những đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao cấp nhất để xâm nhập với anh em, cài phần mềm cho anh em. Đấy, với anh em ở trong nước, đấy, khu vực miền Nam, anh em qua bến xe miền Đông, anh em vào cơ sở, anh em test phần mềm trực tiếp và cài đặt phần mềm trực tiếp. Đấy, với anh em ở khu vực miền Bắc, anh em qua bến xe Mỹ Đình, bến xe Giáp Bát, anh em vào cơ sở, anh em test cài đặt phần mềm trực tiếp. Đấy, ok theo ý muốn của anh em thì anh em mới phải chuyển phí cho bên trung tâm anh em nhé. Đấy, lưu ý với anh em, với anh em ở bên nước ngoài không về được thì chúng tôi cài từ xa. Đấy, xâm nhập mà anh em cài. Với anh em ở trong nước thì anh em lưu ý anh em lên trực tiếp. Đấy, gặp chúng tôi có thể chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách chơi làm sao cho hiệu quả nhất anh em nhé. Đấy, bây giờ là 3 phút 51 này. Đấy, tôi sẽ để là 4 phút tôi sẽ chỉnh sửa. Đấy, vì cái bảo mật cho công ty cũng như cho anh em cái phần mềm thì tôi không thể cho anh em xem cái phần mềm được. Đấy, anh em có quan tâm thì anh em kết bạn Zalo vào số này thì tôi sẽ cho anh em xem phần mềm trực tiếp. Đấy, bây giờ đã qua 4 phút 11 rồi. Bây giờ tôi bắt đầu chỉnh sửa anh em nhé. Thì thao tác chỉnh sửa cực nhanh. Đấy, anh em chú ý bên máy chủ lô không sáng đèn này. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Đấy, đấy, tôi sẽ sửa thành 66 thành 99 này anh em nhé. Đấy, bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Đấy, ok. Anh em chú ý với cái máy này không sáng đèn. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở ra anh em nhé. Tôi sẽ mở ra này. Đây anh em này, tin nhắn này. Đấy, 66 thành 99 này. Thời gian 12 giờ 22, hoàn toàn trùng khớp anh em nhé. Đấy, 66 thành 99 anh em nhé. Đấy, với cái công nghệ cao cấp như hiện nay, anh em nào có sân chơi, tạo được sân chơi, đấy, anh em giành chiến thắng. Với anh em nào chót thua tha về cái tệ nạn lô đề, anh em dùng cái công nghệ này của chúng tôi, đấy, đảm bảo cam kết cho anh em sẽ giành chiến thắng anh em nhé. Đấy, vừa rồi tôi đã giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS. Thì cảm ơn anh em đã xem clip. Thì chào anh em, thì nay tôi sẽ giới thiệu và test cho anh em hai phần mềm, đó là phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài và phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đấy, thì sau khi test xong thì tôi sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho anh em phần mềm. Đấy, thì trước khi test tôi sẽ bật cái đồ chạy dây này anh em nhé, để đảm bảo là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì phần mềm này của chúng tôi có thể cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại, ví dụ anh em dùng iPhone hoặc là anh em dùng Samsung hoặc anh em dùng Oppo. Đấy, tất cả những dòng điện thoại đời cao là chúng tôi có thể là cài đặt được cho anh em. Đấy, thì trước tiên là tôi sẽ test cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài. Thì bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến cái máy này, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp đấy, cho anh em thấy độ chính xác của phần mềm. Ok, tin nhắn đến rồi anh em này. Đấy, lô 98 anh em nhé. Lô 98 nhân 5.000 điểm. Đấy, ví dụ lô 98 nó không về, nó về một con số khác bất kỳ thì mình sẽ chỉnh sửa theo cái con số đấy anh em nhé. Đấy, tôi đã chỉnh sửa thành 37 này, nhân 5.000 điểm này. Anh em này, đấy, chính xác tuyệt đối anh em nhé. Đấy, thì đây là cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài. Thì sau đây tôi sẽ test cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đấy, thì sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng phần mềm anh em nhé. Anh em vào Zalo này. Đấy, anh em ghi nội dung tin nhắn anh em nhé. Ví dụ anh em ghi là lô 112233 nhân 5.000 điểm anh em nhé. Đấy, thì đây là test cho anh em. Đấy, thì khi anh em sử dụng anh em có thể là ghi đề dàn, lô dàn anh em nhé. Anh em ghi những con số nhỏ
Rồi khi chỉnh sửa anh em sửa những con số tiền to anh em nhé. Đề là 44 anh em nhé. Đề là 44 này. Nhân cho là 5 triệu đi anh em nhé. Hoặc là anh em đánh 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 ba càng tùy em anh em. Đấy, trước khi chỉnh sửa tôi cho anh em xem trước cái nội dung này. Lô 112233 nhân 5.000 điểm. Đề 44 nhân 5 triệu anh em nhé. Nick Zalo là Vinh Trong này anh em này. Đấy, nick Zalo là Vinh Trong này. Đấy, bây giờ tôi sẽ gửi sang nhé anh em nhé. Đấy, 10:05 hôm nay này. 10:05 anh em lưu ý nick Zalo là Vinh Trong. Thời gian gửi đi là 10:05 hôm nay. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái máy bị chỉnh sửa ra anh em nhé. Đây anh em này. Đấy. Nick là Cả Ngố anh em nhé. Đấy, nick là Cả Ngố này. 10:05 ngày 29 tháng 8 2020. Đây anh em này. Đấy. Nick là Cả Ngố này. Thì thông thường chủ lô họ sẽ copy anh em nhé. Thông thường họ sẽ copy. Đấy, tức là họ đã đồng ý cái nội dung tin nhắn của mình và sẽ copy lại và ok này. Và ok này anh em này. Đấy, thì họ sẽ gửi sang máy phần mềm của mình anh em nhé. Anh em này nick này Cả Ngố Vinh Trong này, họ sẽ gửi sang này. Đấy, thì bên mình máy mình sẽ nhận được cái tin nhắn copy lại của họ anh em nhé. Thì trước khi chưa chỉnh sửa tôi cho anh em xem lại hai nội dung. Đấy, nick là Cả Ngố này anh em này. Vinh Trong lô 112233 nhân 5.000 điểm. Đấy. Thời gian anh em nhé. Đấy, là 10:05 ngày 29 tháng 8 2020. Đấy, thời gian họ copy lại cho mình này. Lúc 10:06 anh em nhé. Mình gửi cho họ là 10:05 copy lại 10:06. Đấy. Thì tôi sẽ để đây 1 2 phút sau anh em nhé. Đấy, tôi sẽ để đây 1 2 phút sau. Rồi, tôi chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ chính xác của phần mềm. Đấy. Thì cái phần mềm này nó có thể là cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại của anh em. Đấy, khi anh em muốn chỉnh sửa, ví dụ anh em muốn chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài, anh em vào phần mềm, anh em áp số điện thoại của người muốn chỉnh sửa vào phần mềm chúng tôi cài đặt. Dưới nó sẽ có một cái mục ghi nội dung, ví dụ anh em áp số điện thoại của họ vào này, dưới là anh em ghi là lô 112233344, anh em gửi cho họ. Đấy, khi giờ kết quả hoặc là một thời gian sau anh em muốn chỉnh sửa thành con số khác, anh em vào lại phần mềm, anh em áp số điện thoại của họ vào, rồi anh em chỉnh sửa theo ý muốn của anh em. Đấy, vừa rồi là ghi 112233, anh em vào phần mềm. Đấy, anh em chỉnh sửa thành 4455 tùy theo ý của anh em. Thì với Zalo cũng vậy anh em nhé. Anh em áp cái Zalo của họ vào cái phần mềm mà chúng tôi cài đặt. Đấy. Vào mục dưới anh em ghi cái nội dung. Ví dụ anh em áp Zalo của họ. Đấy, nội dung là anh em ghi là lô 223344. Đấy, anh em gửi cho họ. Giờ kết quả nó không ra 223344. Anh em vào lại phần mềm. Em xóa cái nội dung trước đi. Đấy, anh em sẽ ghi cái số 556677 hoặc là cái số trúng anh em nhé. Đấy. Thì với phần mềm này chúng tôi có thể cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại của anh em như iPhone, Samsung, Oppo. Với anh em bên nước ngoài anh em không về được thì chúng tôi sẽ cài đặt trực tiếp đấy, từ xa cho anh em. Đấy, với anh em trong nước thì anh em lên cơ sở trực tiếp, chúng tôi có hai cơ sở, khu vực miền Nam anh em qua bến xe miền Đông, khu vực miền Bắc anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình. Đấy, anh em vào cơ sở anh em cài đặt phần mềm trực tiếp anh em nhé. Đã qua được là 5:47. Đấy, thì tôi sẽ để thành 6 phút để chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em cái thời gian không thay đổi, con số thay đổi anh em nhé. Thì chúng tôi dùng cái số điện thoại duy nhất là 09675 5 số 4 anh em nhé. Thì anh em mua qua số điện thoại này thì chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em. Đấy, thì 09675 này 5 số 4 anh em nhé. Đấy, đã qua được là 6 phút 14 rồi. Thì bây giờ tôi sẽ vào phần mềm anh em nhé. Thì cái cách thức chỉnh sửa cực kỳ đơn giản, anh em chỉ cần vào phần mềm. Đấy, anh em xóa cái nội dung trước anh em nhé. Ví dụ vừa nãy là mình ghi lô 112233. Đấy, thì anh em vào phần mềm anh em xóa 112233, anh em thay đổi
Ví dụ tôi sẽ thay đổi thành 64, 65, 66 anh em nhé. Đấy, anh em chú ý bên máy chủ lô này. Đấy, nó không sáng đèn. Đấy, thì bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Đấy, bên máy chủ lô không sáng đèn. Đấy, ok, đấy, tôi đã chỉnh sửa xong. Thì quan trọng bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra anh em nhé. Ok. Đấy, tôi sẽ mở hai máy ra này. Để cho anh em thấy cái độ chính xác của phần mềm. Đấy, vào Zalo. Đấy. Anh em này, đầu tiên là nick Vinh Trong Cả Ngố anh em nhé. Thời gian này anh em này, 10:05 ngày 29 tháng 8 2020, lô 11223 đã chuyển thành 64 65 66 anh em nhé. Thời gian khi gửi là 10:05 phút. Thời gian họ copy ok lại cho mình là 10:06 phút anh em nhé. Đấy, thì với phần mềm công nghệ này anh em sử dụng, anh em có sân chơi, anh em sẽ là người chiến thắng anh em nhé. Đấy anh em này, nick Zalo này. Đấy, con số thay đổi, thời gian không thay đổi, thời gian giữ nguyên anh em nhé. Đấy, tôi sẽ để gần lại cho anh em nhìn rõ hơn này. Đấy, 10:06 phút này, họ gửi cho mình là 10:05 hôm nay. Đấy, họ copy lại 10:06. Đấy, thời gian là 10:05 29 tháng 8 2020. Nick này anh em này. Đấy, Vinh Trong và Cả Ngố này. Đấy. Thì với phần mềm công nghệ này, anh em sử dụng, anh em có sân chơi, anh em sẽ lấy lại những gì anh em đã mất anh em nhé. Anh em liên hệ trực tiếp 09675 5 số 4 để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ cài đặt cho anh em. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.